Van Dan sebentar tadi. Jadi setakat ini baru saja satu gol dapat dihasilkan dalam perlawanan antara Vietnam dan juga Pakistan. Di sebalik penguasaan yang ditunjukkan oleh skuad Golden Dragons dengan aksi terpuji ditampilkan ketua pasukan Nguyen Van Nguyen. Kemudian bola sepak sukan Asia terpaksa dilakukan sebanyak 3 kali. Pasukan Iraq telah pun menarik diri daripada penyertaian cara bola sepak. Dari UAE dan juga Palestin dimasukkan selepas undian yang pertama. Dia terpaksa dilakukan rombakan sekaligus. Ô, quay trở lại với trận đấu hôm nay, phút thứ 39 rồi và tỷ số vẫn đang là 1-0. Dengan kini UAE sudah pun beralih ke dalam kumpulan C. Jadi tinggallah Korea Selatan, Malaysia, Bahrain dan juga Kyrgyzstan. Pha phá bóng rất mạnh của Bùi Tiến Dũng. Cầu phượng Văn Thành. Bóng vẫn trong sân. Quang Hải. Và pha bóng hơi mạnh. Thiếu chút nữa thì Đoàn Văn Hậu đã có thể theo kịp được đường truyền vừa rồi. Jurulatih daripada Brazil ini memikul dua tanggungjawab besar. Memimpin pasukan bawah 23 tahun dan juga pasukan senior Pakistan. Tapi dia hanya memilih untuk menurunkan hanya Saddam Hussein, pemain yang melebihi umur. Itu pun Saddam Hussein hanyalah berusia 25 tahun. Nguyen Van Nguyen. Van Quyết. Di bahagian tengah ini. Pemain biasa nombor 9 tapi keluar. Không được. Tadi. Mendapat dikeluarkan. Cơ hội đã trôi qua. Shahbaz Yunus. Một đường chuyền hơi nhẹ của Văn Quyết. Và anh Đức thì lại di chuyển hơi chậm. Và một pha đứng hình tới từ đài truyền hình rồi. Chuyện gì đây? Em chờ chút để mình xem nó bị cái gì. Và có vẻ như là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc rồi. Ủa vãi. Ủa sao đã kết thúc rồi nhỉ? Hết hiệp 1 rồi anh em ạ. Ikuti sorotan dan rangkuman harian melalui On Demand. Quái. Liputan paling menyeluruh sukan Asia hết nhanh nhỉ? Jakarta Palembang 2018. Hết đợt 1 rồi. Hanya di Astro. London Derby menghangatkan English Premier League minggu ini. Vâng, và hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về phía cầu thủ Việt Nam. Không hiểu tại sao nó lại hết như thế. Ok, để tôi mở lại kênh khác. Wira terulo bakal bersaing di temasya sukan terbesar Asia. Saksikan Sukan Asia Jakarta Palembang 2018. Xin chào, kênh này là kênh gì nhỉ? Di Astro Arena dan Astro Go. Ketawa habis On Demand. Gembira bersama pelawak yang hebat. Kepada tim yang betul. Apa ni bro? Gratis. Kata ni aku. Hantu segala hantu pun takut dengan aku.
Pakat Chuan. Hati gelak tawa yang mencuit hati on demand. Kini di sambungan PVR dan Astro Play. Ini yang mau dicari. Đây là anh hết được một rồi. Thế là một nó đang phát cái gì ấy? Sơn lừa công làm gì? Kênh này mà. Đây nhá, để bật cho công xem nhá. Đúng kênh này luôn, thề luôn. Tao bảo là nó hết rồi, hết được một rồi. Tôi không hiểu vì sao cái mặt sang đây. Đây là cái kênh nó vừa trực tiếp mà. Skuad Mendayu Negara yang diletakkan dalam kategori B sekarang mempertaruhkan dua atlet sahaja ke Sukan Asia berbanding negara peserta lain. Mereka ialah Muhammad Khairuddin Azwi yang akan beraksi dalam acara individu skala lelaki dan Muhammad Khairuddin Mohadi bagi acara individu lelaki lightweight skala bawah 72.5 kg. Sekalipun tidak diletakkan harapan untuk jelmakan kilauan pingat, Khairuddin dan Amirul tetap tekad beri impak positif pada prestasi skuad Mendayu Negara di Indonesia nanti. Memang tak sabar, tapi dalam masa yang sama gemuruh tu mestilah kena ada. Oh, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau ít phút nữa trước khi bài bắt đầu. À đấy, đổ mẹ cái kênh này. Các ông thấy chưa? Đó, tôi không phải là tôi bật đi mà là cho chúng nó. Ôi trời ơi. Mẹ. Kênh mất dạy. Đấy nha, các ông làm chứng nhá. Đây là cái kênh này nó bật nhá, không phải tôi bật nhá. Nhưng mà các ông Phượng vừa đá mid pen rồi các ông ạ. Ê, chị này. Nhưng mà không được xem quả 2-0 rồi. Được. Quả link nào sập ấy nhỉ? YouTube còn không đấy? Vâng, 2-0 rồi em nhá. Kênh láo thật. Mình lại tưởng hết giờ, bảo rõ ràng với phút 41 đã hết thế nào. Mẹ đang đá thì em phát quảng cáo, éo hiểu. Of course, the great Messi missed a penalty. Kênh vớ va vẩn. Of course, so there is a comparison between those two if you're looking for. Không sao, chúng ta quay trở lại với trận đấu hôm nay. Và một sẽ có hình như là mấy phút bù giờ đó. Minute to be added at the end of the first half. Không xem được bàn thứ hai rồi, không biết tiếng nó có quay lại không.